Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với Vương ngày hôm nay. Sau khi Fed quyết định hạ lãi suất 0,5% thì thị trường tài chính chung đang cực kỳ sôi động, đặc biệt là các club tài sản đang liên tục phá đỉnh và khiến cho rất nhiều nhà đầu tư ngạc nhiên cũng như là nghi ngờ về cái sự tăng giá này. Vậy thì cái động cơ của những cái nhịp phá đỉnh này là gì? Và chúng ta có nên đầu tư hay tiếp tục chờ đợi khi giá đang pump một cách vô cùng mạnh mẽ? Thì mình sẽ cùng phân tích với các bạn ở trong ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu video của chúng ta ngày hôm nay, nếu như các bạn muốn nhận được những tư vấn chiến lược đầu tư đối với Bitcoin và altcoin hay cập nhật các thông tin, tín hiệu và cứu cháy khi giao dịch vàng và ngoại hối thì các bạn có thể liên hệ với mình qua số Zalo 0962688246. Ngoài ra, chương trình đào tạo miễn phí 3 ngày dành cho người mới sẽ sớm bắt đầu. Để tham gia chương trình này, các bạn có thể liên hệ với mình qua số Zalo hoặc điền thông tin vào form đăng ký hỗ trợ. Đường link mình sẽ để bên dưới phần mô tả của tất cả các video trên YouTube của Anh Capital. Rất vui được đồng hành cùng các bạn trong thời gian sắp tới. Ok, thì trước khi đi vào phân tích cụ thể về hành vi giá của những cái thực thể ở trong thị trường, từ các F0 cho đến các nhà đầu tư nhỏ lẻ, thì đang có một cái hiện tượng vô cùng lạ mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Đó là các lớp tài sản hiện tại đều đang đồng loạt tăng giá một cách chóng mặt. Dù là lớp tài sản mang đậm tính đầu cơ như chứng khoán hay Bitcoin, hay đơn thuần chỉ là lớp tài sản mang tính trú ẩn như là vàng, thì trong giai đoạn cuối tháng 9 đều đang được FOMO và liên tục thiết lập lên những cái đỉnh cao mới. Các bạn có thể thấy là giá vàng và cả chỉ số S&P 500 đại diện cho 500 doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ trong thời điểm mình quay video này đều đang phá đỉnh. Vàng đúng như dự kiến không hề gặp khó ở vùng 2.600 đô mà đã break khá là nhanh bằng những cây Marubozu rất là dài và không có bất cứ một cái dấu hiệu điều chỉnh nào và đã rất sát với vùng giá 2.700. Nếu như tình hình địa chính trị tiếp tục căng thẳng như hiện tại thì có lẽ vàng vẫn là một lựa chọn hết sức an toàn cho giới tinh hoa để có thể lưu trữ tài sản. Thậm chí nhiều người còn cho rằng vàng sẽ sớm phá đỉnh ở vùng giá 3.000 đô la trong năm 2024 nếu như những cái điều kiện liên quan đến suy thoái hay là khủng hoảng kinh tế diễn ra trong thời gian sắp tới. Và ngoài ra, thị trường chứng khoán cũng đang có một cái performance cực kỳ tốt. Đồng loạt các chỉ số như là S&P 500 hay Dow Jones đều đang phá đỉnh. Năm 2024 được nhiều chuyên gia dự đoán sẽ là một năm khá là khó đoán, nhưng có vẻ như là đối với nhà đầu tư dài hạn, những cái người mà theo trường phái đầu tư tích lũy giá trị thay vì đánh lướt sóng thì có lẽ cái tính thời điểm hiện tại mua vàng, mua Bitcoin hay mua cổ phiếu thì đều đang có lãi. Về mặt lý thuyết thì thông thường những cái lớp tài sản trú ẩn như vàng tăng thì những cái lớp tài sản đầu cơ mang tính rủi ro cao như Bitcoin hay cổ phiếu sẽ giảm, đúng không ạ? Dòng tiền sẽ thường là chỉ ưu tiên một cái lớp tài sản nhất định thôi. Một là FOMO đầu cơ, hai là tìm nơi trú ẩn. Nhưng khi mà tất cả đều tăng trong cái sự nghi ngờ thì điều này thực sự là một cái hiện tượng đáng để chúng ta suy ngẫm. Ok, thì giải thích cho cái sự tăng trưởng khá bất ngờ này trong ngắn hạn thì đây đều là một trong những cái hệ quả của cái sự kiện Fed cắt giảm lãi suất lần đầu tiên sau 4 năm. Và nhiều nhà đầu tư đang khá FOMO và lạc quan về một cái chu kỳ bơm tiền rẻ sẽ sớm bắt đầu. Thế nên thị trường bắt đầu xuất hiện những cái lực mua, những cái lớp tài sản ngay khi mà thông tin hạ lãi suất được tung ra. Về kịch bản market sau khi Fed hạ lãi suất thì mình đã có một cái video khá chi tiết phân tích cho các bạn về chủ đề này. Sẽ có trường hợp phục hồi, cũng có trường hợp thị trường tài chính sẽ đón nhận những cái cú crash giảm điểm. Và lần này kịch bản sẽ như thế nào thì các bạn hãy xem lại video đó để có thể có thêm thông tin chi tiết. Bỏ qua góc độ về giá, nếu chúng ta nhìn nhận dưới góc độ đầu tư và tâm lý thị trường thì rõ ràng trong tháng 9 tưởng chừng như quãng thời gian khá là khó khăn, nhưng mà market bất ngờ lại phục hồi sớm, nhanh và tương đối mạnh và khiến cho rất nhiều nhà đầu tư bất ngờ. Riêng với thị trường crypto thì đây cũng là cái tiền đề không thể tốt hơn cho cái việc của chúng ta chuẩn bị bước sang quý cuối cùng của năm 2024. Đây là thời điểm cực kỳ quan trọng. Và nếu trong trường hợp trong thời gian sắp tới thị trường có tiếp tục tăng trưởng và phá đỉnh thì đó sẽ là một trong những cái thời gian tuyệt vời để chúng ta sẽ có thể có quyết định cho một cái nhịp chốt hàng đầu tiên nếu như chúng ta đã đầu tư từ năm 2022 cho đến thời điểm hiện tại. Đúng không ạ? Đặc biệt hơn là trong thời điểm vô cùng nhạy cảm và quan trọng này thì mình đang nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn về việc cách xử lý tài khoản, mua bán các đồng coin ra sao cũng như là cái xu hướng thị trường là gì. Do vậy thì mình sẽ quay trở lại tiếp tục với những cái buổi live stream để có thể giải đáp cho các bạn những cái thắc mắc vào tối thứ hai hàng tuần vào lúc 21 giờ. Khoảng thời gian sắp tới là một khoảng thời gian khá quan trọng để chúng ta có thể quan sát những cái diễn biến của thị trường. Vì vậy thì những cái video offline có thể sẽ không thể nào giải đáp được hết những cái thắc mắc và câu hỏi của bạn. Thế nên là mình sẽ quay trở lại live stream với mọi người trong thời gian sắp tới thì hy vọng là mọi người sẽ được cập nhật những cái thông tin một cách sát sao nhất. Được chưa? Các bạn có những câu hỏi nào các bạn hãy comment bên dưới và mình sẽ giải đáp cho các bạn vào buổi livestream thứ hai tuần sau. Ok, trong cái bối cảnh mà mọi lớp tài sản đều đang tăng mạnh thì giá của Bitcoin và crypto nói chung cũng đã có sự hồi phục. Mặc dù là chúng ta chưa thể phá được đỉnh cũ như là vàng mà S&P 500 đã làm được. Tuy nhiên, để chúng ta có thể nhận được đây là một cơ hội đầu tư tiềm năng ở thời điểm hiện tại,
hay là thị trường crypto đang có một cái performance không tốt thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích ở cái phần tiếp theo của video ngày hôm nay. Như các bạn đã biết thì giá của Bitcoin đã rất nhanh break ra khỏi vùng kháng cự cứng 60.000. Dù chưa phá đỉnh được như thị trường vàng hay thị trường chứng khoán, nhưng cứ mỗi một ngày trôi qua chúng ta có thể thấy là Bitcoin vẫn đang dần dần nhích lên 1 đến 2.000 giá trên khung daily. Và đây cũng là một tín hiệu cực kỳ lạc quan, đặc biệt là hiện tại chúng ta đang ở trong giai đoạn cuối tháng 9, đúng không ạ? Một tháng mà trong lịch sử của Bitcoin thì thường là có cái hiệu suất đầu tư không thực sự là tốt. Tuy nhiên thời điểm hiện tại thì chúng ta lại đang có một cái mức tăng trưởng dương. Như vậy đã là một điều cực kỳ là tích cực rồi. Cái động cơ tăng giá của Bitcoin thì dưới cái tác động tích cực đến từ cái triển vọng của kinh tế vĩ mô, dòng tiền cũng đang dần quay trở lại thị trường, vốn hóa đang tăng trở lại và vượt mốc 2.000 tỷ. Nếu mà chúng ta nhìn nhận một cách công bằng thì tháng 9 này, ngoài thời điểm đầu tháng thị trường có những cú crash nhẹ, những cái pha bear trap, thì sau đó thị trường hồi phục khá là nhanh, đúng không ạ? Trước hay sau cái thời điểm tin Fed hạ lãi suất vào ngày 18 tháng 9 như mình đã đánh dấu trên chart của thị, thì vốn hóa cũng đều tăng và cái số lượng nến xanh đang tương đối áp đảo, đỉnh đáy cao dần lên, tạo ra một cái xu hướng bull run cũng tương đối là bền vững trong ngắn hạn. Chi tiết hơn về vốn hóa và giá cả của Bitcoin hồi phục và có cái performance tốt như vậy thì cái dòng tiền ETF cũng đang góp phần không nhỏ. Như các bạn có thể thấy ở trên màn hình thì sau một giai đoạn liên tục có cái net flow âm giai đoạn cuối tháng 8, đầu tháng 9 thì có vẻ như là nửa sau của tháng 9, khi mà Bitcoin hồi phục thì tâm lý của các nhà đầu tư và các quỹ truyền thống trên phố Wall đã tốt hơn. Tiền đang liên tục được bơm thêm với khối lượng trung bình đều đang trên 100 triệu đô trên một ngày, mình cho rằng là tương đối ổn. Không riêng gì với cả Bitcoin, nếu mà chúng ta nhìn sang dữ liệu của ETH Ethereum Spot sau một khoảng thời gian các bạn thấy rằng rất là trầm lắng, đúng không ạ? Chỉ có những cái dòng tiền bán xả đến từ Grayscale thôi, thì các bạn thấy là cái thời điểm mình đang làm video này thì cuối cùng chúng ta cũng đã có một cái dòng tiền dương tương đối mạnh đối với cả quỹ của Ethereum ETF với khoảng 60 triệu đô la. Và đặc biệt hơn, cái quỹ mà gần như mua 90% số lượng volume này đến từ BlackRock. Có vẻ như sau một khoảng thời gian đứng ngoài quan sát thì tảng đen cũng đã có những cái động thái nhập hàng đầu tiên với cả Ethereum. Thì với cương vị là quỹ quản lý tài sản hàng đầu trên thế giới và là số 1 trong thị trường crypto ở trong giai đoạn hiện tại thì tín hiệu bắt đầu nhập hàng của BlackRock cũng là một trong những tín hiệu tương đối tích cực đối với cả Ethereum nói chung và đối với cả Ancoin nói riêng. Hy vọng là trong thời gian tới BlackRock sẽ tiếp tục duy trì được cái lực mua trong những phiên gần nhất để có thể giúp cho giá trị của ETH sẽ có thể sớm hồi phục và xứng đáng với vị trí top 1 của mảng Ancoin. Trong thời gian vừa thì ETH cũng đã có sự sụt giảm nhiều hơn so với Bitcoin và thậm chí một số Ancoin khác. Thời điểm hiện tại thì ETH cũng đã có sự hồi phục lên, tuy là chưa bằng so với cái giai đoạn trước khi mà có cái đợt sụt giảm. Tuy nhiên thì đây cũng là những cái tín hiệu tích cực đầu tiên đối với cả Ethereum. Như mình đã chia sẻ với các bạn thì đồng Ancoin lớn nào cũng sẽ cần phải có những cái đợt thanh lọc trước khi đi vào những cái xu hướng ổn định. Đối với cả BNB chúng ta cũng có những cái đợt thanh lọc trong năm 2023. Đối với cả Solana chúng ta cũng có những cái đợt thanh lọc vô cùng lớn, thì mình cho rằng là với những thông tin tốt liên tục từ năm ngoái đến hôm nay thì Ethereum trong thời gian vừa rồi nó cũng đã có những cái đợt thanh lọc riêng. Tuy nhiên sau khi thanh lọc xong thì nó sẽ quay trở lại với cái quỹ đạo của nó thôi. Nếu chúng ta tham khảo thêm một vài thông tin khác liên quan đến dòng tiền thì theo những cái báo cáo mình có đọc được từ CoinShares thì trong 2 tuần gần nhất thì dòng tiền đều đang trong trạng thái dương và cái khối lượng tiền nạp thêm vào thị trường cũng không hề ít một chút nào. Chi tiết hơn thì dòng tiền tuần gần nhất thị trường được bơm thêm tới 300 triệu đô, phần lớn để mua thêm Bitcoin. Lý do mà CoinShares đưa ra thì với những cái sự tác động tích cực khi mà Fed giảm lãi suất, tâm lý của các nhà đầu tư cũng như là một số quỹ cũng đã tốt hơn và cái xu hướng chung đều đang tin tưởng vào xu hướng tăng giá của Bitcoin cho năm 2025. Cá nhân mình thì cũng đang thiên về cái xu hướng này và mình cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Nhìn chung lại thì xét về góc độ dòng tiền thì các cái chỉ số đang cho chúng ta thấy một cái dấu hiệu tương đối tốt. Về mặt bản chất thì dòng tiền chính là động lực để giúp giá trị tài sản có thể tăng lên. Khi mà dòng tiền liên tục được FOMO trong nội bộ cũng như liên tục được thêm mới thì mình cho rằng nó sẽ giúp cho cái cấu trúc tăng giá của Bitcoin sẽ được đảm bảo hơn trong thời gian sắp tới. Trước khi đến với nội dung tiếp theo thì Angry Capital hiện tại đang hợp tác với sàn Bybit để đem đến cho các bạn một cái sự kiện rất đặc biệt dành riêng cho cộng đồng của Angry Capital. Với sự kiện này thì các bạn chỉ cần đăng ký tạo tài khoản thông qua đường link của Angry Capital và các bạn sẽ nhận được ngay 15 USDT tiền mặt và các bạn hoàn toàn có thể rút được số tiền ngay lập tức. Các bước thực hiện, đầu tiên các bạn đăng ký tài khoản qua đường link của Angry Capital trong khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9, đúng không ạ? Như vậy chúng ta sẽ có khoảng 5 ngày. Sau đó thực hiện xác minh tài khoản, tiếp đến các bạn nạp 100 đô la vào tài khoản và thực hiện giao dịch với khối lượng 5.000 đô sau đòn bẩy. Đây là một cái volume thực sự không phải quá lớn mà mình tin rằng là ai cũng có thể làm được. Và ngoài ra thì khi mà các bạn nạp 100 đô vào tài khoản Bybit thì các bạn sẽ được bonus thêm 10 USDT vào tài khoản.
Điều này đồng nghĩa với việc khi các bạn thực hiện tất cả các bước trên thì tổng số tiền các bạn nhận được sẽ là 25 USDT. Tuy nhiên, các bạn cần lưu ý rằng là phần thưởng này sẽ chỉ dành cho 40 bạn đăng ký đầu tiên và hoàn thành các bước trên. Như vậy, nếu như các bạn muốn tham gia chương trình này thì các bạn hãy nhanh tay đăng ký cái đường link mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video. Quay trở lại với cả video ngày hôm nay thì sau khi mà chúng ta đã giải mã được cái hiện tượng tài sản đồng loạt tăng giá, dòng tiền đang liên tục được bơm vào thị trường thì trong cái phần cuối video này mình muốn phân tích kỹ hơn và sâu hơn về những cái vùng giá nóng của Bitcoin cũng như cập nhật nhanh những cái kịch bản trong thời gian sắp tới. Ngoài góc nhìn về phân tích kỹ thuật, khi mà giá pump khá mạnh ở trên khung thời gian ngắn là khung H1 và khung H4 thì dưới góc độ order flow chúng ta có thể thấy rằng là cái nhịp tăng giá này không phải đến từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ FOMO mà xu hướng này lại đang được tạo ra bởi chính các nhà tạo lập. Cái lực mua khổng lồ sau khi mà Fed giao tin hạ lãi suất đang đến từ các order màu nâu, tức là volume từ 1 triệu đến 10 triệu đô. Trong ngắn hạn thì các cái đường màu nâu này đang cực kỳ high, trong khi các cái giải order khác màu tím, đỏ hay cam đều đang trong xuống giảm. Mọi người chú ý là cái khối lượng triệu đô này là đến từ những cái lệnh mua bán thật trên thị trường spot, không kèm theo đòn bẩy. Thế nên việc các cá voi liên tục kê những cái lệnh mua lớn đang ủng hộ cho cái xuống tăng của thị trường. Nhìn vào cái phần heat map thì các bạn có thể thấy rằng chúng ta đang có một tầng xe màu vàng được setup sẵn ở vùng 64.000. Và trong quá khứ thì Bitcoin đã phản ứng tại vùng này khá nhiều và thường là sẽ có cái xu hướng đảo chiều ngay lập tức. Tuy nhiên thì cái khối lượng sell limit này cũng đang giảm dần khi mà cái đường màu vàng nó đang nhạt dần rồi. Và có lẽ là phe gấu họ cũng đang cảm thấy thiếu tự tin và gỡ dần những cái lệnh sell limit khi mà giá nó đang được đẩy lên khá mạnh bởi phe bò. Về ngắn hạn thì khi mà giá retest lại vùng 64.000 thì có thể sẽ có phản ứng. Tuy nhiên thì cái vùng cản này mình cho rằng sẽ không còn quá cứng khi mà những cái lệnh sell sẽ cần được dỡ ra, được chưa ạ? Chi tiết hơn về những cái lệnh mua bán đến từ các cá voi thì theo những thông tin mình có đọc được đến từ Look Into On-Chain thì cũng cho ra những cái kết luận tương tự. Những cái lệnh mua lớn trên thị trường hiện tại có vẻ như là đến từ các cá mập trên sàn Binance. Khi mà theo thống kê thì trong một ngày trở lại đây thì các ví cá voi cũng như các bạn có thể thấy ở trên màn hình đang tích lũy thêm khoảng 3.400 bit, tức là khoảng hơn 219 triệu đô trên Binance. Ngay sau đó là đã rút ngay về ví lưu trữ. Đi sâu và check kỹ hơn hai địa chỉ ví này thì mình nhận thấy có một địa chỉ ví là ví Fresh mới mang tính chất trung gian chuyển tiền, trong khi đó hai ví thực sự còn lại là một siêu cá voi với số dư lên tới hàng trăm triệu đô la. Đặc biệt hơn, nếu mà chúng ta nhìn về hành vi thì trong giai đoạn tháng 9, ví cá voi này đã mua vào một số lượng Bitcoin khổng lồ trong cái vùng giá từ 52 đến 60.000. Số Bitcoin trong ví giai đoạn đầu tháng 9 là 600 đến 700 bit. Tuy nhiên, hiện tại số lượng này đã lên tới là 3.000 Bitcoin. Và đây là một cái case study điển hình trong việc thu mua trong cái giai đoạn thị trường thanh lọc ở cuối tháng 3 của năm 2024. Mình đã từng làm khá nhiều video chia sẻ về hành động của các cá voi và thậm chí là cả Binance cũng đã tích lũy ở cái vùng giá từ 50 đến 60 ngàn trong cái nhịp mà market crash trong giai đoạn đầu tháng 8, đúng không ạ? Và các bạn có thể thấy rằng là cái nhận định trong cái thời điểm đó, cái cú crash đó chỉ là một cái phú bear trap thôi thì nó cũng hoàn toàn là chính xác. Ok, trước khi khép lại video ngày hôm nay thì mình cũng muốn update thêm cho các bạn một số những cái vùng thanh khoản nóng. Đặc biệt là những các bạn đang giao dịch ngắn hạn, các bạn đang trade scalp, các bạn cũng sẽ cần phải chú ý. Theo như thống kê đến từ High Block Capital, thì khi mình đang quay video này thì cái số lượng cụm thanh lý long và short đang không chênh lệch quá nhiều, hay không muốn nói là khá cân bằng. Cụ thể, đang có khoảng 206 cụm short liquid, trong khi đó con số này ở cụm long đang là 318. Tuy nhiên, về số lượng thì không chênh quá nhiều, nhưng về khối lượng thì chúng ta chú ý vào cụm cumulative liquid level. Các bạn có thể hiểu là volume sau khi tính đòn bẩy. Thì phe long hiện tại đang khá áp đảo. Hiện tại thì cái khối lượng long FOMO sau tin Fed hạ lãi suất đang rất lớn, hay không muốn nói cái volume đang đỉnh trong giai đoạn một tuần trở đây. Và thông thường thì khi mà khối lượng volume đòn bẩy cao như vậy, cái số lượng cụm thanh lý không chênh lệch quá nhiều thì market sẽ biến động thuận theo số đông thay vì là sẽ đảo chiều bất ngờ để mà queue long short. Về mặt lý thuyết và dữ liệu trong lịch sử chúng ta có thể kết luận như vậy, nhưng thực tế ra sao thì chúng ta cũng sẽ cần phải quan sát những cái dấu hiệu ở trên chart đồ thị. Cuối cùng, về những cái vùng thanh khoản nóng thì trong ngắn hạn các bạn sẽ cần chú ý tới vùng 62.500 và 62.700 khi mà cái lượng FOMO đang thực sự khá lớn. Như mình vừa mới chia sẻ cho các bạn thì theo như thống kê đến từ CoinGrass, đa số các vị thế long sẽ bị thanh lý và dính stop loss khi mà giá về tới cái vùng màu vàng đậm là 62.700. Khối lượng thanh lý không hề nhỏ một chút nào, hàng trăm triệu đô la, và sẽ bị queue nếu giá về đến vùng này. Vì vậy, ngoài cái việc mà chúng ta tin tưởng vào xu hướng tăng giá chung thì chúng ta cũng cần hết sức cẩn thận. Thậm chí chúng ta cũng có thể chuẩn bị cho tâm lý của những cái pha queue long short trong tuần sắp tới. Ok, đó là toàn bộ nội dung cho video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng là những cái update về xu hướng thị trường này sẽ giúp cho các bạn có cái nhìn chân thật nhất trong thị trường trong giai đoạn cuối quý 3. Chúng ta đã chuẩn bị bước sang quý 4 của năm 2024 rồi, là một cái giai đoạn vô cùng quan trọng của chúng ta cũng đã chờ đợi rất lâu. Thì trong thời gian tới mình muốn các bạn
theo dõi thị trường cũng như theo dõi những cái video đều đặn để chúng ta không bỏ lỡ bất cứ thông tin nào. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi và xin hẹn gặp các bạn trong video sau. Xin chào.